Chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của nhà máy Phúc Cường nhá. Buổi sáng hôm nay em lên cho bác là một chiếc máy rửa bát của hãng Aqua. Chiếc này nó có mã là ADWGM1. Chiếc này là phun cảm ứng nha các bác nhá, như iPhone luôn. Đấy, đang test chạy ngon lành. Rất là cao, đời 2018. Chiếc này dùng cho các bác gia đình sử dụng khoảng tầm 2 đến 5 bộ bát đũa. Nói chung là phù hợp cho các bác gia đình ít người. Còn rất mới luôn các bác nhá, em này đời 2018 luôn ạ. Đây các bác này, đang 18 các Aqua nhá. Đấy, rất là mới. Phím cảm ứng. Đấy, đang test cho bác nhá. Bác nào ưng thì là đóng thùng luôn. Chiếc này em bán cho bác giá là 2 triệu 4 nhá. Đấy, giá là 2 triệu 4. Chuyển khoản 100% thì bên em bao ship toàn quốc cho bác luôn. Giá 2 triệu 4. Phím cảm ứng nhá. Đấy, đang chạy. Đấy. Chạy ngon lành hết nha các bác nhá. Phím cảm ứng. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại và Zalo là 0862594684 nhá. Chiếc máy rửa bát Aqua này lên cho bác giá là 2 triệu 4. Rồi, xin chào các bác nhá.